Trang Hải mến chào bà con gần xa đã quay trở lại trên kênh YouTube Nhà đẹp Trang Hải. Và hôm nay Trang Hải có một căn nhà được thiết kế rất cực kỳ và độc lạ luôn, và với cái giá chỉ có vài trăm triệu thôi nha anh chị bà con. Đây là con đường để vào cái dãy nhà của mình nha. Đó, bà con hàng xóm ở đây trồng những cái cây xanh này nó tô điểm cho căn nhà mình không khí thêm trong lành và thoáng mát hơn rất là nhiều luôn. Đây là đường nội bộ của mình cũng rất rộng rãi và thoải mái luôn. Đó, và cái vị trí của căn nhà Trang Hải muốn giới thiệu từ đầu đường Trịnh Đức Thiện á, bà con mình chạy vào tới căn nhà mình khoảng 1,2 km thôi, và mình di chuyển về chợ Bình Chánh đâu đó mất tầm khoảng 2 cây số thôi, quá là tuyệt vời luôn. Và hôm nay Trang Hải có một cái căn nhà trong cái khu dãy nhà mình có mấy căn thôi đó, và là căn B4 này muốn giới thiệu cho anh chị bà con nha. Với diện tích căn nhà của mình ngang 4,5 m, dài cho 5,5 m, được thiết kế một trệt một lửng và một lầu luôn, mình có 3 phòng ngủ luôn. Điểm cộng của căn nhà mình á đã tách sổ hồng nè, sẵn nè, mua bán công chứng nhà nước trong ngày. Điểm cộng thứ hai của nhà mình á, chủ nhà đã vô đồng hồ lợi riêng, hồ nước riêng một mình xài luôn. Bà con mình mua căn nhà về chỉ đóng tiền trực tiếp với nhà nước là quá ok luôn. Rồi, với giá bán hiện tại tổng toàn bộ đúng 680 triệu. Và cái giá này vẫn còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà luôn. Mà nếu anh chị bà con mình xuống xem sớm cái căn nhà này trong video á, Trang Hải có thể tặng thêm một chỉ vàng SVC, quá là tuyệt vời cho bà con mình luôn. Ở đây thì dân cư ở đông hết ráo rồi, bà con nhìn thấy nè, không khí rất là trong lành và thoáng mát luôn. Rồi, sau đây Trang Hải mời bà con cùng Trang Hải khám phá chi tiết căn nhà mình. Trước khi vào nhà mình á, thì nhà mình được bảo vệ gồm hai lớp cửa đó, một lớp cửa cuốn sắt nylon lon ở ngoài để riêng tư và kín đáo, và phía trước mặt dựng trước của nhà mình thì chủ nhà cũng đã ướp đá hết xuyên suốt hình hai cánh gà luôn, và có làm sẵn cái chỗ thờ ông chỗ thờ ngoài thiên bạn thiên sẵn cho nhà mình luôn nha. Rồi, đây là bậc tam cấp đi vào nhà mình, nó rất là cao ráo, và Trang Hải cũng cam kết ở đây hệ thống cầu cống thoát nước rất là bài bản luôn, bà con mình về mua căn về về ở khỏi sợ ngập lụt luôn. Và lớp cửa thứ hai của nhà mình thì chủ nhà làm cũng cửa sắt luôn, có song sắt nè, đó rất là riêng tư và kín đáo, bà con mình có việc đi xa mình khóa hai lớp cửa là ok luôn. Và đây là toàn bộ không gian căn nhà mình đó, nền gạch cũng lót rất là sạch sẽ nè, ví dụ ở đây chỗ này á, bà con mình về có thể mình để chỗ thờ ông địa thần tại đây là tuyệt vời luôn. Và phía trên đây chủ nhà cũng có làm sẵn một cái trang thờ đó, để cho anh chị bà con mình thờ mẹ Quan Âm ở trên đây là quá là tuyệt vời luôn. Rồi, Trang Hải cũng rất thích đây, tường nhà mình lót rất là cao ráo luôn, nó lót gạch men rất là sạch sẽ cho anh chị bà con mình về mà có khiêng vác đồ mình khỏi sợ gia chạm luôn. Nhà bà con mình nhìn thấy căn nhà có cây cột như này, nhà mình là xài tường riêng hết hoàn toàn luôn nha anh chị bà con. Rồi, để ngăn khách, phòng khách và căn bếp có một bức tường cả ngang đúng phong thủy luôn, có song sáo ở đây anh chị bà con mình có thể về trưng bày luôn. Một không gian bếp rất là nhỏ gọn xinh xinh không, thì tất nhiên với cái giá tiền mình chỉ có vài trăm triệu thôi, mình có được căn nhà như thế này là cũng quá là ok. Một căn nhà phải nói phù hợp cho hai vợ chồng mà mới gia riêng là cũng quá ok luôn nha anh chị bà con. Kế bên đây mình cũng có bồn rửa chén, rửa bát, bồn đôi inox nha, nước bảo đảm, nước đây mình xài nước thi cục 100% luôn. Dạ rồi, phía cuối nhà thì ở đây chủ nhà có làm thêm một cái chỗ này để anh chị bà con có thể mình ở trên kia mình rửa chén rửa rau, ở đây mình làm thịt mình cá, ở đây cống thoát nước ở đây quá tuyệt vời luôn. Và hệ thống ống cấp ống xả cũng chờ sẵn cho gia đình mình, để anh định gia đình mình về mình lắp giặt một cái máy giặt ở đây cho rộn căn nhà mình quá tuyệt vời luôn. Rồi, phía cuối nhà mình thì đây cũng có một cái nhà vệ sinh từ nền gạch nè, lót gạch bông nè, gạch nhám chống trơn trượt, cũng như xung quanh á là ốp tường rất là cao ráo luôn. Và phía sau của nhà mình á không có gia chạm với ai, cho nên có một cái bông gió để mình lấy gió lấy sáng, trao đổi không khí lưu thông nhà vệ sinh là khỏi ấm mùi là rất là tuyệt vời luôn. Và cửa nhà vệ sinh chủ nhà xài cơm xin pha nhưng mà xịn nha, là full mờ rất là riêng tư và kín đáo luôn. Sau đây Trang Hải mời bà con cùng Trang Hải khám phá chi tiết từng cái tầng lửng của mình trước nha. Trước khi lên thì đó, tay vịn cầu thang được làm bằng gỗ nè, rất là chắc chắn luôn đó, rất là đẹp luôn. Và những bậc cầu thang á thì được ốp đá hoa cương từng bậc cho anh chị bà con mình nói chung dễ dàng vệ sinh và lau dọn luôn nha. Dạ, và đây á, là không gian tầng lửng của nhà mình. Nếu gia đình mình ít thành viên có thể mình làm phòng khách cũng được, hay mà làm phòng thờ cũng là quá là tuyệt vời luôn. Và đây tay vịn thằng nè được cũng là bằng gỗ rất là đẹp luôn và rất là chắc chắn luôn nha anh chị bà con. Đó, nền gạch hệ thống bà con nhìn thấy nè, đó hệ thống điện mình tất cả đều ngâm được gác. Và chủ nhà có gắn một cái cây đàn chùm rất là đẹp ở đây luôn để tô điểm cho căn nhà phòng mình quá là tuyệt vời luôn. Sau đây Trang Hải mời bà con cùng Trang Hải khám phá trên tầng lâu của mình phải có những gì nha. Tất cả tay vịn cầu thang thì được chủ nhà là bằng gỗ nguyên một khối rất là chắc chắn luôn. Dạ, và đây là phòng ngủ thứ nhất trên tầng lầu của mình nha, cũng rộng rãi, nói chung cũng gọn gàng thôi, gạch cũng lót rất là sạch sẽ thôi anh chị bà con. Như bà con thấy nè, phía sau này á thì đó cũng nè có cái cửa sổ thông thoáng lấy gió lấy sáng trao đổi cho tất viên căn nhà này. Cũ thì chủ nhà nói chung là cũng mới mong bán lại thôi nha anh chị bà con. Rồi, và đây là cả phòng ngủ thứ hai của nhà mình đây, mà bà con
Đó, lên gạch lót luôn, rất là sạch sẽ, cao ráo luôn. Ngoài lớp cửa chính, bên đây mình có cũng có thêm một cái lớp cửa sổ để mở lấy gió lấy sáng luôn nha. Và đây là cửa chính hướng ra ban công của mình. Đây mời bà con mình. Đây. Đó, một cái ban công rất là rộng rãi thoải mái luôn. Nếu anh chị bà con mình có thể tận dụng chỗ này mình phơi đồ cũng được nè, mình trồng những cái chậu bông, chậu kiểng cũng rất là đẹp luôn. Đó, đối diện mình nhà hàng xóm nói chung chỉ có vài căn và chỉ có một duy nhất một căn này bán thôi nha bà con. Một căn nhà thiết kế rất là đẹp mà cái giá càng đẹp hơn đúng không bà con? Thì Trang Hải xin tổng hợp thông tin về căn nhà mình. Nhà mình có chuẩn diện tích ngang 4 mét, sâu vô 5 mét rưỡi, được thiết kế một trệt, một lửng, một lầu, có 3 phòng ngủ luôn. Đó, mà đặc biệt điểm cộng của căn nhà mình đã tách sổ hồng rồi, mình xài đồng hồ điện riêng, đóng nhà nước và nước riêng từng căn, nước đây thiết kế cục luôn. Và vị trí của nhà mình á, từ mặt tiền đến đất thiện, bà con mình đi vào tới căn nhà mình khoảng 1,2 km luôn, và cách chợ Bình Chánh mình khoảng 2 cây số. Với giá bán hiện tại của căn nhà chỉ có 680 triệu thôi. Và nếu bà con mình á, xuống xem căn nhà ưng ý, Trang Hải sẽ tặng riêng cho bà con một chỉ vàng 4 số 9 luôn. Bà con mình xem video thấy căn nhà này đẹp, phù hợp gia đình mình ở, phù hợp túi tiền thì có thể liên hệ với Trang Hải qua số điện thoại trên màn hình. Cuối cùng, Trang Hải xin chào và hẹn gặp lại bà con.